trà xỉu là 20 ngàn. Lát nữa nó gom gom cho em cái con tài xỉu, con gì đó nghe. Về làm gì ăn? Nước mắm ớt, chanh tỏi. Ăn, để ăn. Lên cái bếp ga đó mình nấu cho nó sôi nước mắm. Một thành quả, bự quá. Ít quá. Đây nhiều quá. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Bình An, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái nơi này là một bãi bồi của một của bãi biển. Và cô bác quý anh chị có thấy không? Giống như mà là một cái lễ hội gì đó ngoài biển đúng không cô bác quý anh chị? Không nói nhiều nữa, và đây là nơi của những người dân tộc Khmer đang bắt ốc lóng tai như thế này. Và hôm nay thì chúng ta thấy ở trong cái bãi bồi này đó, nhìn xa xa thì có thể là thấy là gần có 100 người. Và cái diện tích bãi bồi này rất là lớn luôn. Và để tìm hiểu thực hư về đời sống của người dân ở đây và bắt ốc lóng tai thu nhập như thế nào và cái cách bắt như thế nào thì cho cô bác quý vị xem. Trước đây thì Bùi Hồ có quay một clip về bắt ốc lóng tai của cô chú người Khmer. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên mới gặp được bãi bồi và nhiều người dân bắt ốc lóng tai như thế này. Đó. Đất này ơi thì đây là một bãi bồi thì đất nó không cứng, nó không cứng lắm và cũng không mềm lắm, vừa đủ cho mình đi, nó không bị lún. Và cô bác quý anh chị thấy nè, nhìn từ xa xa đếm mình có thể đếm là hơn 100 người. Bắt sáng giờ lâu chưa em? Mới có bắt hồi à. À. Đằng kia người ta mới biết gành, mới tập bắt à. À, ô lên rồi nè. Lên rồi. Cái con này là có gì ta? Con này nè. Móng tay. Con này nè. Tôi không biết con gì nữa. Mình bắt mình bán hay mình ăn? Bắt ăn á. Ồ. Ồ nay là mùa ốc lóng tai luôn hả? Dạ dạ. Ồ thay đảo ha. Dạ nó lên rồi. Ừ. Những người mà quen này người ta sẽ bắt nhiều lắm. Không có lấy cây ha. Dạ. À. Chúc em bắt vui vẻ ha. Dạ dạ. Rồi, có một em đó thì em đó mới mới bắt ốc lóng tai á cô bác quý anh chị. Thành thử ra là cái việc mà bắt á nó cũng chậm hơn so với những người mà bắt thuần thục. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị thấy đây nè, có cô này nè. Cô chỉ cần ngồi thôi. Cái nghề biển dễ sống lắm. Ốc ở đây thì có thể là mình biết thì có thể ăn rất là nhiều loại, có thể ăn được. Như là ốc cò, ốc cò nè, và đây là ốc lóng tai. Ôi. Ôi. Chào chị cô. Ừ. Cô bắt ốc lóng tai được bao lâu rồi? Bắt mấy năm rồi. Được mấy năm, cô bắt bán hay cô bắt ăn? Bán cũng bán nữa mà ăn cũng ăn nữa. Ồ, ngày nào nhiều thì bán ha. Ngày nào nhiều thì bán rồi đó, ít thì ăn. Con nghe cô nói chuyện có lẽ cô là người Khmer. Người Khmer, người dân tộc. À. Cô bắt này được mấy năm rồi cô? Ô bắt 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Ừ. Nhiêu đó là ốc lóng tai này là bao nhiêu tiền một ký cô? Một ký 50 ngàn. Ký 50 ngàn. Ờ, nhiêu đây là 4 ký. 4 ký là 200 ngàn. Mua cô bán không? Bán. Bán ha? Ờ. Cái ốc lóng tai này rộng lâu không cô? Để tới chiều. Chiều rồi từ đây tới chiều rồi mình ăn. Chứ để qua ngày sau không được ha. Qua ăn sáng là không được. Nó chết. Nó chết. Dạ. Còn sò huyết thì để được. Cô bắt sò huyết được luôn hả? Ừ. Ôi đâu? Không có. Sò huyết ta cào mới có. Cô năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 63 tuổi rồi. 63 rồi. Cái nghề ốc lóng tai này có lâu chưa cô ha? Ồ có mấy mười mấy năm, 20 năm rồi. Nhưng mà cô là tự biết cái truyền lại hay sao? Hay là ba mẹ truyền lại? Ba mẹ truyền lại. Dạ, như cái lỗ này là có nè đúng không? Lỗ này là có rồi đó. Có hả con? Ừ. Con thấy là ở trong đây là cô để một tí ớt nè. Ừ. Với lại vô sống. Ừ. Vô ăn trầu hả con? Ớt với vôi. Vô ăn trầu. Ừ. Nè, nó lên này nè, đó. Đó. Ồ, con này bự ha. Ừ. Đó. Ừ. Làm gì nè nó mới nhà ra. Cô là tổng cộng bao nhiêu người? Nhà
cô 6 người. Dạ 6 người đi bắt hết không? Không đâu, có đi ơn à. Đi mình ơn à, ừ. Tại cô ham hay gì? Tại ham đi vậy đó. Cho bắt không có nhiều tiền hả? Ừ. Đi bán thì có ngày thì cũng 200, 110 ngàn, 200 ngàn. Cô là cô thứ mấy? Ừ, cô là cô thứ 5. Cô thứ 5, cô 5. Cô 5 bắt ốc lóng tay. Ừ. Hồi đó thì, hồi đó là nước rộng thì bắt bờ, nước lớn thì mò. Mò được luôn? Ừ, mò kiếm hang rồi mình thọc vô. Cô thọc cái tay vô? Ừ, thọc cái để tay gì, để tay là ngay miệng hang. Rồi mình chấm vô cái mình thọc vô theo tay gì. Đó, cái đó lên rồi. Tôi vui vẻ quá ha. Ừ. Điên ơn hả? Điên mình ơn. Ừ, coi chừng ma bắt ra. Ôi, cô dụ con hả? Nói vậy chứ con đi có người đưa ra. An toàn không? Cô thấy an toàn không? An toàn. Dạ. Ma không bắt, bà gái bắt. Cô này nói là ai bắt? Gái bắt. Ôi, cô này làm nhanh ghê á. Gái nào dám bắt em? Ôi, chị bắt nhanh ghê á. Cái cây này là mình làm luôn hả chị? Cây sôm nè. Đó. Ơ, con này có gì? Con cờ xỉu. Bán mắc tiền nó 200 kg á. 200 kg á, để hai bà bữa ăn. Con này ăn sao? Nấu nước sôi trụng là nấu nước mắm trụng á. Lần đầu tiên gặp con này luôn á. Con cờ xỉu là ngon lắm. Hiếm có lắm. Mới đi bắt. Lát tặng em chịu không? Hả? Lát tặng em chịu không? Chịu sao không chịu, có mấy con hả? Ừ, cho luôn chịu không? Lát bán này chịu không? Bán, chịu bán luôn. Chịu bán luôn hả? À, con to xỉu. Bắt bán hả? Ồ, à. Oh, hay ha. Tại bữa nay đi qua bên sông đó đó, nó lúng quá rồi chạy về. Thôi là nửa xô đầy xô rồi. Sáng giờ bắt được mấy tiếng rồi chị? Hồi 5 giờ sáng tới giờ. Ồ. Oh. Bây giờ mình bắt khoảng mấy giờ mình mới xong, mới vô? Chín tí vô hả? Tiếng mấy nữa xong gì? Tiếng mấy nữa vô gì? Mỗi lần mà chị nói chuyện với mình là chị xôm xôm cái là chị thấy cái lỗ là chị để vô à? Đó. Bắt này vui không chị? Vui. Vui ha. Sáng khuya nào cũng phải thích chị đi làm nước làm gì đi theo. Ừ. Giờ muốn ra uống là ngồi chờ nước nữa. Ngủ không được luôn ha. Mê móng tay mà. Mê móng tay. Lát nữa bán để cho em mấy con tò xỉu đó luôn nha. À. Dạ. Tặng gái. Chị nó mới nói con gái bắt mà tặng nó đừng nó thả mình ra. Đâu đâu. Con to xỉu hả? Chị biết cái lỗ con to xỉu không? Biết. Đâu chừng nào bắt được con to xỉu chỉ em với ơi. Ở đây thì số nguyên số mình bắt luôn hả chị? Nguyên số chạy xe ra theo con dòng họ. Ừ. Chừng nào mà nó lên nước mà lên tới bãi ở trong kia là nghỉ thôi. Hôm nay chị gặp em quay phim chị có ngại không? Không đâu. Không đâu ha, phái không? Phái quay phim không? Quay phim lên YouTube. Ô, chị lượm không kịp luôn kìa. Đi làm từ thiện luôn đó hả? Dạ. Cái đó là gì chị? Vừa đi quay phim vừa làm từ thiện luôn đó hả? Dạ. Ủa sao chị biết? Không biết, nhìn đài hoài. Ừ. Có em nó bệnh 3 năm rồi kìa, mà nó không có hết, em chồng á. Ờ, bệnh gì? Bệnh cái gì nó nổi cái một dĩa nhăn cái lưng nó đó. Dạ. À, nó trị không hết. Nó không có tiền trị luôn á. Ừ. Thương quá ha. Hôm nào có duyên thì mình sẽ gặp ở đó. Thôi cô bác quý anh chị, hồi nãy giờ quay mấy chị này thôi, nhưng mà cô bác quý anh chị thấy từ đây đến đó là diện tích đây khoảng 1 hectare, và cái người dân thì bắt phải nói là vô số luôn, và họ canh một cái con nước, khi mà nước thủy triều càng lên thì họ càng rút vô trong. Và đây là một cái nghề, phải nói là một cái nghề khá là độc đáo, khi mà các cô chú người Khmer này vừa bắt ốc bóng tay mà vừa bảo tồn được luôn. Ơ, con này có gì vậy? Tại vì ốc vượng hồn. Ok quá. nó mới ăn lấy luôn hả? Không có ăn được đâu. Cái con tài xỉu đó nhiều không chị? Gom lại nhiều người bắt được không? Có đâu, có ai bắt được. Ô. Nhưng mà này nó mình bắt nó dễ không? Tao nè, tao nè. Ờ. Tao chỉ
còn sống không? Sống còn. Làm bên này nó có cái bụi gì nè. Lúc lên trên ngỡ gửi 100g thì nó đâu tiền. Ờ. Lúc gì nè. 100g thì xỉu là 20.000. Ờ, lát nữa nó gom gom cho em cái con tài xỉu, con gì đó. Nghe về, nghe. Làm gì ăn? Nước mắm ớt, chanh tỏi. Ăn. Để lên cái bếp ga đó mình nấu cho nó sôi nước mắm á, rồi mình thả xuống, cắt cái đuôi đất nó bỏ. Rồi mình nấu nước sôi, mình cho nó cho nó chín rồi mình nấu nước mắm. Rồi nấu nước mắm á. Nấu nước mắm. Ừ, trụng lên. Với ớt rồi đó nha, mình gia vị của mình đó. Dạ. Rồi mình cho nó để xuống rồi mình thả nó vô. Ô chị nè, con này nó đang chạy hay sao? Dạ. Con này nó ô dính được kìa. Nó nhỏ nè, nó nhỏ rồi, hai nhỏ. Ô nhỏ nhỏ mình thả nó đi. Thả nó cho nó sống mai mốt nó lớn. Bóc nó lên là nó chết rồi. Ồ vậy hả? Ừ. Chị là chị thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai ha. Ồ sao chị không vô mé trong kia chị móc và chị móc ở đây? Móc ở đây nó sạch, móc tay nó sạch hơn. Nước mình quen đó. Cái đất mình khó luôn hả? Dính đất. À có nghĩa là con ốc lông tay sau khi mình lượm lên thì nó trắng hơn. Nó không dính sình. Sao con nhỏ quá mình bỏ được không? Không, lấy luôn. Lên con nào lấy con đó. Sao mình bỏ nó đi? Bỏ nó chết. Ủa? Nó cũng chết rồi hả? Cũng chết à. Nó nhúng vôi là nó chết à? Nó lên nó chết, lên khỏi bờ nó chết. Dính vôi. Dính vôi đó. Rồi mình đem về mình ngâm nước mặn nè. Tới sáng á. Tới chiều á mình ăn. Ngày mai mình còn bắt không? Còn. Ngày nào cũng đi với chứ. À bây giờ là mùa ốc lông tay luôn ha. Mùa lông tay. Mỗi một ngày thu nhập của chị là được bao nhiêu tiền chị ha? Trời ơi, để ăn mới có 100.000, 50.000 thì ai mua mình bán gì đó. Dạ. Còn không mua thì mình để ăn. Dạ. Thì móc tay thì mình ăn quen rồi. Mà chị thấy ăn có ngán không hay thấy ngon? Ngon. Món làm gì món chừng. Kể những cái món mà ốc lông tay làm cho em nghe hả với? Xào cũng được, nấu canh chua cũng được. Làm cái xào sắc nghệ cũng được, làm cái món gì cũng ngon hết. Xào kiểu này. Xào kiểu, ở trong quê thì mình xào sắc nghệ á. Dạ. Mình không có mua rau mua gì được. Xào sắc nghệ ăn đại đại gì đó thôi. Ờ. Xào không thôi cũng được ha. Ờ. Lần đầu tiên mà em ở miền Tây mà lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai mà em thấy được cái cảnh bắt ốc lông tai như thế này luôn á. Cái cô Kim Anh ha. Kim Anh nào? Cô Kim Anh ở Gạch Giá đó. Chụp dạ. Giúp ảnh đó. Dạ. Trời, bà nói có ấy duyên chỉ bà kêu bà lợi mà bà không có dịp lợi, bà trang điểm cô dâu bà không có được lợi chụp hình vậy nè. Dạ. Thôi bây giờ chị bắt ở đây có chút xíu em quay lại nha. Một cô áo màu xanh, một cô áo màu vàng. À, thôi bây giờ thì mình sẽ vòng vòng lại đây, lại cái cặp mé khô này cho cô bác quý anh chị. À, lại đây để quay cho cô bác quý anh chị thấy những người dân ở đây họ bắt ốc lông tai như thế nào. À, đây là một cái nghề mà tự phát thôi. Khi đến mùa thì bắt và tất cả người dân, đa số là người dân tộc Khmer sẽ vào đây bắt ốc lông tai. Mỗi một người như thế thì tầm thường bắt ít nhất là 1kg thì khoảng 50.000, bắt giỏi thì khoảng hơn 100.000. Đó, và đây là chúng ta thấy là đủ lứa tuổi hết cô bác quý anh chị. Và chắc chút xíu nữa mình sẽ bay play cam cho cô bác quý anh chị xem ha. Không bắt nhiều không? Dạ ít. Ít hả? À, bắt bán hay bắt ăn? Dạ bắt ăn. Bắt ăn hả? Có người kinh hay người Khmer? Dạ người kinh. Người kinh hả? Biết bắt không? Dạ biết thôi. Thấy đứng không mà? Hết vôi vậy. Ồ hết vôi luôn hả? Dạ. Ồ. Đây cô bác quý anh chị thấy không? Một cái khung cảnh phải nói là có một không hai. Và đây là cái phần đất khô nè cô bác quý anh chị. Và chúng ta còn thấy ở trong kia nữa kìa, rất là nhiều luôn. Và bên hướng qua đây nè, chẳng khác nào là một cái khu tắm biển á. À, có dịp về đây thì cô bác quý anh chị cùng những người dân ở đây trải nghiệm một cái nghề gọi là nghề bắt ốc lông tai. Đây là một nghề khá thú vị và vị ốc lông tai ăn rất là ngon luôn. À, cô bác quý anh chị thấy nè, bây giờ mình lại con này đi. Đa số ở đây á là các em nhỏ và các chị các cô, tại vì công việc này cũng khá là nhẹ nhàng. Ê, nói thì tới nè, coi bắt ốc lông tai. Ôi dạ,
đây nè ha. Chị bắt ngày trúng nhất là nhiêu ký ha? Lâu mới lại ngày 3 ký. Ngày 3 ký rồi. Bán hay ăn? Ăn khó hả? Ăn gì dữ vậy? Để dành ăn thôi. Có bán đâu. Để ăn. Để ăn à? Cô, này là cô. À, thường thì ngấy có những người mà quen thì họ không cần dùng cây chọt đâu ha. Chọt nó có lên đâu. Có nghĩa là không dùng cái cây dài chọt á. Nó có miệng đâu. Nó có hở miệng. Nó giấu miệng nha. Ừ, nó con nó nhỏ quá. Nhỏ không lấy đâu ha. Ngày mai mốt mình còn bắt không? À, đây nó nè, thấy không? Mỗi người thì cho mình một cái thùng và một cái ca nhỏ như thế, cái nồi nhỏ như thế này đựng, và mỗi một người như thế thì có cái thùng để đựng ốc lông tai, một cây chọt, dụng cụ rất đơn giản và không cần tốn nhiều tiền đâu. Sáng chị xuất ra bao nhiêu tiền để mà lựa lại mua voi? Bịch voi 10.000. Là tốn 10.000 thôi. Bán lại mình là thu lại được bao nhiêu tiền? Có khi được 100.000, 150. Tùy theo mình bắt được nhiều, còn như 3 ký thì được 150. Ừ. Vậy là đủ thu nhập rồi. Chồng chị làm gì? Cũng đi biển. Dạ. Có sứa thì xúc sứa, rồi đi có mở mùa mực thì đi câu mực. Dạ. Ở đằng đó có một nguyên một đằng đó nghĩa rất là nhiều người luôn á. Ừ. Chị bắt gì cảm thấy vui không chị? Vui. Vui hả? Này là bắt gì đam mê luôn. Tại bắt... vì mỗi lần mà cứ tới rằm là mới có nước rồng để mà đi. Một tháng chỉ có được có mấy ngày thôi à. Và đặc biệt là ngày này đây ha. Ừ. Từ rằm cho tới bữa 18. Dạ. Bây giờ là mình vô bớt hay sao ạ? Vô bớt rồi, tại vì nước lớn rồi nè. Ờ. Rồng sớm lắm, nước rồng cỡ 5 giờ mấy, 6 giờ là rồng rồi. Dạ. Giờ thấy các người, các cô chú đó bắt đầu đi vô kìa. Ổn quá ta. Làm sao để mà có thước phim mà bay từ trên cao thì cô bác với anh chị. Ồ các cô, vô hả vậy cô? Bắt nữa hay vô? Đi về rồi hả? Ở sao không bắt tới đây cô? Dạ. Hôm nay cô bắt được nhiều chưa? Nè, được bao nhiêu đây nè, chú ăn rồi. Đâu? Chờ con xem với. Ồ. Bự quá trời một, luôn. Một thành quả, bự quá. Ít quá. Đây nhiều quá. Ơ cô. Cô. Thấy con này không? Bự lắm nè. Con gì vậy? Không biết con gì nữa. Con biết. Nè bự lắm nè. Cô nhớ con không? Nhớ mà. Gặp lại chiến hữu cũ ha. tên gì? Tên Bùi Hồ. Cô gặp con mừng không? Mừng. Ờ, chúc cô sức. Bởi vì nhìn hồi nãy bển nói ô con giống chú hồi hổm quá trời ơi. Thôi con chúc cô sức khỏe rồi giờ vô luôn hả? Đi vô rồi, nước lớn rồi. À, mai mấy giờ cô ra bắt nè? Nước thì sáng rồi đi rồi đó, rồi có chừng nào nước nó chảy rồng rồi xuống bắt. Dạ. Nãy khá là đông khi mà bây giờ các cô chú về hết rồi. Thôi con chúc cô sức khỏe nha. À, mỗi một cô chú như thế nha cô bác quý anh chị, là một thùng đi vô. Ít ra thì cũng phải đủ ăn một ngày. Tại vì số lượng ốc lông tai đây khá là nhiều. Ngày hôm nay bắt thì ngày mai nước lên thì ốc lông tai sẽ tập trung vô đây nữa. Và khi mà ốc lông tai tập trung vô thì sẽ có một cái nguồn thu nhập cho mỗi gia đình. Và đa số bắt ốc lông tai ở đây là cô chú người Khmer. Và cái cách bắt cũng khá là đặc biệt, khi mà chi phí là chỉ tốn 10.000 đồng cho một buổi sáng. Và sau đó thì một bán đi bán lại thì cũng còn lại được hơn 100.000. Và đó là cái số tiền của cô chú. Và hôm nay thì Bùi Hồ quay này cho cô bác quý anh chị thấy được gần nguyên một cái làng bắt ốc lông tai luôn. Đáng tiếc là cô chú đi về hết trơn rồi, mình không có thể bay lấy cam từ trên cao cho cô bác quý anh chị xem. Cũng mong là thước phim này sẽ cung cấp cho cô bác quý anh chị nhiều thông tin bổ ích về một cái nghề lạ của miền Tây. Đó là nghề bắt ốc lông tai. Chào chị. Dạ. Nhiều chưa? Ít à. Dạ.
Ở đây thì đây là một cái con kênh đào sẽ dọc vô trong kia để dẫn nước biển vào, cô bác của anh chị. Và bây giờ chúng ta thấy ở trong kia thì cô chú bây giờ còn nghỉ bắt luôn hả? Nước lớn rồi ha. Nước đã bắt đầu lớn thì cô chú cũng bắt đầu kéo về luôn. Thì chắc có lẽ là ngày mai thì mình sẽ tranh thủ ra đây để mình quay một cái thước phim nào đó cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là tìm hiểu về cuộc sống của cô chú người Khmer. Hả? Rất mong đây là một cái bản thân của mình á thì thấy nó khá là thú vị khi được trải nghiệm như thế này. Ngày mai chắc có lẽ là mình sẽ 5 giờ sáng mình cũng sẽ đi bắt ốc lóc tai cho cô bác quý anh chị xem nha. Xem thành quả mình bắt một ngày là như thế nào. Đây. Cô bác quý anh chị thấy không? Chẳng khác là nào là một cái bãi biển đông nghẹt người. Ấy hồi nãy nó hứa mua ốc của cô này nè. Cô nào ta? Đâu? Con hai. Cái con gì cô hai có cái con gì á? Con bây giờ này không cân luôn cô bán nhiêu tiền? Con lựa ra mới được, mới biết bán gì á. Nhắm chân đi. Nhắm chân đi khỏi cân. Lỗ con chịu luôn cho. Luôn ha. Bán con thùng này thôi. À. Thùng thôi. Hả? Thùng nữa chứ ăn đâu hết đâu. Lỡ hứa rồi. Mua ăn không hết không phải mua chứ sao giờ. Tới chỗ nghe đó luộc đó. Đó khoảng mấy ký? 4 kg. 4 kg hả? 4 kg là 170. 50.000 ký. Đúng không? 200. Dạ con nói chơi đó, con gạt cô á. Ê, chắc có lẽ mình sẽ mua ủng hộ cô này với 4 kg ốc bóng tay ha. Ừ. Thì mua ủng hộ tôi mấy ốc. Dạ, anh kêu mua ủng hộ cho anh luôn kìa. Mình cuộc sống vất vả quá ha anh. À. Anh Bảy. Sống nghề có nhiều quá. Anh Bảy banh cái ốc ra giùm em. Cà xỉu là con cho luôn đi, cà xỉu nhiều lấy cho luôn mà. Đây con gửi cô hay gửi cô nè. Ngon hơn hả? Anh ai biết con này, anh Bảy biết con này không? Chưa, con móng tay biết, cà xỉu chưa biết. Đó cà xỉu nè. Ngon thiệt ha. Vậy sao thịt có dài vậy đó hả? Ừ thấy nó là trắng nó. Nhưng mà cái cách mình pha chế sao cô? Cách pha chế vôi này pha chế sao? Thì để ớt để nó vô cứng phải không? Dạ. Mình đổ nước vô nó nở nở xong mình rệm mình đâm ớt để vô rồi là chờ bỏ vô tay là mình bắt vậy đó. Đó giờ chưa đâu biết cà xỉu móng tay này thì biết rồi, thấy rồi. Ô, mấy con nhỏ nhỏ mình bắt thấy nó ổn quá ha. Nó hết lớn rồi, nó hết lớn rồi, mình nó lên rồi nó cũng chết rồi, để xô quay là có một sò huyết con nữa nè. Thôi đi, sầu huyết để cho cô kia đi, con cài xỉu mình ăn nữa. Mình để vô ốc lóng tay mình luộc chung được không? Ê, cái này đâm nước mắm. À, hướng dẫn cách làm lại chị. Nước mắm á, luộc nước mắm. Nước mắm càng cay nè. Rồi cái mình trộn con cà xỉu nè. Rồi cái mình đâm nước mắm mình trộn nó vô nè, là mình ăn rồi. Đâm nước mắm nha. Đâm nước mắm cay, ớt á, ớt tỏi. Nấu nước sôi trộn nó lên trước. Trộn nó lên trước cho nó ráo rồi mới đổ vô nó con lo nước mắm. À. Đây. Chút là mình cho nó thấm á rồi mình ăn. Nó ngon. Cảm ơn chị nhiều nha. Hẹn ngày mai gặp lại. Mai gặp lại. Thôi cô bác của anh chị mình nhiều thôi. Nước thủy triều cũng bắt đầu đang lớn dần lên và tất cả bãi này thì cũng đã thương người. Mình với lại anh Bảy về, anh Bảy ha. Em tưởng tượng cái cây này mà giống như trên bờ mà mình không thấy đường mình đi á. Cô bác của anh chị chào cô bác của anh chị, hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở những video lần sau.